quý thầy cô, thưa toàn thể các em học sinh thân mến. Được sinh ra trên đời này là một niềm hạnh phúc của mỗi con người. Chúng ta đều lớn lên bằng sự dạy dỗ của cha, tình thương yêu của mẹ và được các thầy, các cô chấp cánh để biến những ước mơ của mình trở thành hiện thực. Để góp phần vào việc nâng cao nhận thức và thấu hiểu của học sinh về công lao của cha, của mẹ, công ơn của thầy trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục các em, từ đó định ra cho các em con đường học tập để phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, người công dân cứu mẫu, cống hiến được nhiều giá trị cho quê hương đất nước. Cũng là lý do được sự cho phép của trường Trung học cơ sở Thiệu Long long trọng phối hợp với công ty. Cô giáo và các em học sinh thân mến, dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo. Truyền thống tốt đẹp đó đã trở thành đạo lý cao cả, thiêng liêng và thấm sâu trong nhận thức, tình cảm của mỗi người dân Việt Nam. Với ý nghĩa cao quý, bắt nguồn từ truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị văn hóa ngàn đời của dân tộc Việt Nam, toàn xã hội hướng về và dành cho các thầy cô giáo tình cảm trân trọng, yêu quý và lòng biết ơn chân thành nhất. Tới giờ buổi học kỹ năng sống của chúng ta hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu có mặt đông đủ toàn thể các thầy cô giáo và 502 học sinh của trường Trung học cơ sở Thợ Công. Xin được chào mừng. Và đặc biệt, chúng ta xin nhiệt liệt chào mừng, chào đón tất cả các thầy cô giáo của công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục và đào tạo quốc tế Vinaya sẽ đồng hành với chúng ta trong ngày hôm nay. Ban tổ chức đã mời đến đây một người thầy, người đã truyền cảm hứng lan tỏa giá trị sống, kỹ năng sống đến hàng trăm, hàng nghìn học sinh, giáo viên, phụ huynh trên khắp cả nước. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu thầy giáo Lê Thế Tình, giám đốc trung tâm chuyên gia giáo dục kỹ năng sống, sẽ lên thảo luận chuyên đề công cha nghĩa mẹ ơn thầy. Bây giờ thầy nhờ tất cả các bạn học sinh 502 bạn. Hôm nay là một ngày đẹp trời và một sự kiện rất tuyệt vời. Vì vậy thầy nhờ tất cả các bạn nổ 20 tràng pháo tay thật lớn thật mạnh để chào đón tất cả quý vị phụ huynh. Quý vị đại biểu ơi, đưa trên đầu pháo tay các bạn, pháo tay cách các biệt pháo tay, đưa hai tay lên đầu pháo tay thật mạnh. Và nào không đưa hai tay lên đầu pháo tay nào là tuyệt đối thành tỷ. Và cái không khí đưa hai tay lên đầu pháo tay. Nhìn lên tay, nhìn lên tay. Thấy đỏ hơn, thấy hồng hơn, và thầy xin chúc mừng
vì theo về in tiền thiện này. Khi chúng ta vỗ tay này thì là tác động tất cả các huyệt đạo trong cơ thể, đặc biệt liên quan đến cơ quan nội tạng, đẩy lực độc tố ra ngoài và mỗi một nhịp thở này kéo dài ít nhất 30 giây của tuổi thọ. Vậy thì hỏi lại các bạn học sinh trường trung học cơ sở không? Ai muốn sống lâu? Ai muốn sống khỏe? Ai muốn sống hạnh phúc và giàu có? Đừng giơ tay mà làm sao hả? Không muốn sống khổ à? Làm cho các bạn đấy. Mà cho các bạn đấy. Làm cho chính mình sao làm hồi hồi cho các bạn. Để tay cao lên. Không phải thầy đâu. Không phải các thầy cô và bố mẹ đâu. Nhanh lên, đưa tay cao lên ạ. Rồi, 3, 2, 1, bỏ tay nhanh xuống. Thầy lắng nghe và thầy quan sát. Và thầy được biết là học sinh trường mình rất đoàn kết. Nhưng mà thầy mới nghe thôi chưa thấy. Và có một câu nói là gì? Muốn ai đó tin mình thì phải cho người ta thấy mình. Bây giờ chứng minh xem là các bạn có thật sự đoàn kết không? Bằng một trò chơi. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Nhưng đã là đoàn kết thì đừng để cho một bạn nào bật ra khỏi hàng. Vì bạn nào một hàng nào đó mà một bạn bật ra khỏi hàng, cả hàng đó, cả lớp đó lên sân khấu luôn. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chơi trò chơi đoàn kết chưa?